À, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số trang này là Mica với phôi mai vàng ha em. Dạ. Rồi. Chào em. Dạ chào anh Tứ. Xin kính chào toàn thể quý vị trên mọi miền của đất nước. Thì ngày hôm nay là có về một số Mica cũng như là một số phôi mai vàng giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ quen thuộc của Lợi là ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì số điện thoại để giao lưu là 0336425620. Hình thức ship của mình ngày hôm nay á là bao phí ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Thì ngày hôm nay một lần nữa xin cho Lợi xin được cảm ơn toàn thể quý vị ở mọi miền đất nước. Thời gian qua dù mưa bão nhưng mà vẫn ủng hộ cho Lợi. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Cây số 1 là cây Mỹ Cam anh ơi. Rồi Mỹ Cam. Này là bao Mỹ Cam nha quý vị. Bao bông luôn. Mỹ Cam. Dạ. Đọt nó. Nè đọt nè nó cam cam đỏ đỏ là Mỹ Cam. Dạ, bạn thấy bông hết rồi. Rồi. Cây số 1. Cái cây này cao nhiêu em? Cao dữ lắm à. 109 anh ơi. Rồi, cao 109. Đây, này là nó nguyên được cái cũ. Nguyên cái cũ nè. Cái hoành thân này là nó là được 5,5. Rồi, cũ với con bự à. Cũ bự à. Nhỏ nhỏ mà cũ bự là được à. Như 10, em 15 anh ơi. Cũ 15 ha. Đây. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ giá 600 bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi. Số 2 Mỹ Cam luôn quý vị ơi. Nãy rồi. Có bữa hôm có một số anh hỏi sao Mỹ Cam lá nó lớn vậy. Cây thì nó sung. Sung thì nó bự à. Còn không sung thì nó nhỏ xíu. 39 anh ơi. Đây như nó Mỹ Cam như cũng có một loại nha. À. Chứ không có loại thứ hai. Dạ. Cái này là nó bắt cầu ra luôn nè. Này nếu quý vị muốn tách thì tách ra được 3 bụi còn phải để về chơi luôn. Tùy. Rồi, dạ luôn như em. Dạ 400 anh ơi. Rồi, xuống cây. Số 2. Số 3. Một em Mỹ Cam. Cao 102 anh ơi. Rồi, 102. Dạ. Đây nó hai cái này dính liền nha quý vị. Cốt của nó là 7. Rồi, 7. Rễ nó dưới này bự lắm nha quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ 600 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Số 4. Lấy cái bụi Mỹ Cam bự đó ra giùm anh tức. Bự này với bự đó luôn. Này nè. Ờ bự đó với bự trong nữa. Rồi, số 4. Rồi. Cao 32 anh ơi. Nó có cái củ đặt ở đây nha quý vị. 39 hả? Lộn thức rồi. Ủa gì 39 vậy là nhỏ xíu 39. Vô đây. 11 anh ơi. 11. Giá 400 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Số 5. Đây, Mỹ Cam nè. Đó. Chung một lùm của nó nha quý vị. Đứng ra nè. Đó. Bông này nó tàn nè. Tàn phai theo năm tháng nè. Rồi, cho chút cao luôn. Đen phụ luôn, 105. Rồi mấy bụi này dính liền luôn nha quý vị. Đây nè, từ đây nó kéo cái rễ này chắc là đó người ta bứng rồi có cái rễ nó kéo dài lên. Đây 1 2 bụi nè, 3 bụi nè, 4 bụi nè, kéo dài qua đây bụi nó 5 bụi nè. Rồi. Kéo dài dính liền hết luôn. Mua cây này gì quý vị cắt ra được 5 bụi. Còn mới để chơi quái quý vị ơi. Rồi giá 800 em. Anh ơi. Rồi ship luôn. 800.000. Bao phí ship toàn quốc luôn. Không cái này không phải Mỹ Cam. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 6. Số 6 cái gì? Tiếp tục là bụi Mỹ Cam luôn. Bên đây có một cốt chứ bụi gì. Rồi, cao 1,5 m anh ơi. Rồi, 1,5 m quý vị ơi. Cắt ngang luôn. Cắt ngang khoảng 1 m à. Rồi. Cái này là cắt rút lại rồi. Mỹ Cam nha quý vị, bao Mỹ Cam 100% nha. Nè, 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 nè. Còn cái bông nè. Còn hả anh? Nè, nó, nó. Đâu? Hả? Đi trời ơi, nó tàn rồi. Dạ rồi á, đây một cây này một cốt nha quý vị. Cụ đặt cụ chản ha. Dạ. Mỹ Cam một cốt giờ khó kiếm. Bụi thì nhiều. Khoanh 17 anh ơi. Rồi 17 quý vị. Đây. Muốn cắt bonsai thì tùy hay là muốn chơi tông cao thì quý vị ha. Cắt bonsai thì được mớ làm giống. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Giá 2,2 triệu anh ơi.
Rồi xuống cây luôn. Rồi vô tiếp tục tới truyền thống hồi xưa giờ. Mai vàng. Mai vàng. Rồi mã số 7. Nhỏ mà có vỏ nè. Rồi cao luôn. Cao 77. Về Bình Định luôn. Mã số hả? Mã số xe gì? Dạ. Hay ta. Hoành 25. Nè dễ nè. Quái nè. Rồi vô luôn nhiêu em? Giá 600 bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên. Rồi mã số 8. Số 8. Rồi tay cầm đầy đủ quý vị ơi. Này về nhanh chơi. Cao luôn. Cao 120. Rồi dòng đế luôn. Đế đều nha. Quanh 31. Rồi giá 1,5 triệu anh ơi. Xuống cây. Cái tiếp theo. Chín. Cây mai xù. Chín. Cao 50. Rồi 50 nè. Mình mãi nổ hột. Đóng xù toàn thân nè. Nó giáp luôn rồi. Rồi hoành 35. Tên cái cục xù nè. Xù 40. Có cái thẹo đây mà nó ấy rồi nha quý vị. Rồi vô luôn như đây. Dạ cái này 2 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Trời. Rồi mã xuống rồi quý vị ơi. Có cụ đế đẹp quá nè ha. Rồi coi nó cao bao nhiêu nha quý vị. Rồi cao 137 anh ơi. Rồi 137. Dạ. Có cụ đẹp nè. Cái đít phà phè luôn ha. Cụ hơi đít anh. 32. Em đo cụ đặt nha. Lòn qua mới rễ hết luôn nha quý vị. Coi chú quý vị xem tham khảo cái cụ đặt nó nè. Cụ đặt 49. Đo vị trí đó chứ đo vòng qua cái rễ này nó là bự á. Dạ không đo trong cái cũ nó thôi à, chứ không có đo tiếng rễ. Rồi giao lưu như đây em. Dạ cái này giao lưu với giá 2 triệu anh ơi. 2 triệu. Rồi xuống cây. Okay. Xuống 10. Kéo mà quay vô. Trơn quá. Mưa bão trơn quá quý vị. Nước không. Vô. Vô trong. Xíu. 11. Cây nãy là mai giảo bông năm đến chín cánh nha quý vị. Cây này cũng giảo luôn nha. Rồi mã số 11 quý vị ơi. Dạ nãy giờ mai vàng là toàn bộ là những cây đó là mai giảo vườn của Bến Tre nha quý vị. Bông năm đến chín cánh nha. Dạ giống như cái cây mà đợt rồi quý vị thấy bông đó. Cây 17 ha. Cây 17 lít rồi đó quý vị. Cái bông nó vậy nó vàng tươi đẹp lắm. 5 đến 9 cánh. Cây này cũng vậy luôn nha quý vị. Dạ cao 49 anh ơi. Rồi hoành luôn. Giống con gì chồm chồm. Hoành 26. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cây này giao lưu với giá là 900 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Lên cây xù. Một cây mai xù. Có bồ đế cũng đẹp luôn. Xù đẹp luôn. Dạ quý vị yêu cầu kiếm mớ mai xù lại vô sưu tầm. Nhưng mà nhà vườn lúc này biết xù rồi quý vị ơi. Xù người ta bán mắc. Nhưng mà trước vô là xù mấy mua rẻ hơn mấy kia. Ta bị rẻ ta sợ ta bán. Giờ ta biết xù rồi quý vị ơi. Cao 92. Ta coi clip ta biết à. Ta coi clip ta biết xù rồi. Ta xù bán mắc hơn. Cho nên vô mua cũng hơi cao nha quý vị. Mình dạ, quý vị nào thích siêu tầm xù thì ủng hộ nha quý vị. Dạ. Mình máy nó cục nè. Dạ, nó cục từ trên dưới xuống đây cũng nổ mấy cục nữa nè. Dưới đây nữa. Dạ. Rồi đo cái hoành ở trên đây đi. 22. Đây ngay cổ nè quý vị. 30. Để nơm. Nơm cái đầu sổ dài của nó 28 để đo đường kính bầu luôn nha quý vị. Quý vị có số quý vị yêu cầu 50. Cây nhỏ xíu rồi đường kính bầu 50 đó quý vị ơi.
À, giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này giao lưu giá 2,5 triệu anh ơi. Ba rồi, còn quất luôn. Ok luôn. Rồi sau lưng luôn. Luôn. Tiếp tục là em sù, sù này sù cám. Này sù toàn thân luôn nha quý vị, bích luôn rồi. Nè. Cháy nó sù dài quá luôn. Lên tới đây luôn nè, đó, đầu sù nó là quý vị. Cái này giờ ở ngoài nó phê hơn quý vị ơi, 44. Đo đại đây đi. 35. Nè. 39. Nói chữ A. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ cái này giao lưu giá 2 triệu anh. Rồi. Nặng. Bảo quên báo số. Nhiêu vậy? Cái này 13 không ta? Viết cái mẫu đâu rồi? Rồi, mã số tiếp theo của anh. 13, phải không? Em lên đứng. Rồi, cây này là mã số 14 nha quý vị. Dạ. Dạ cây vừa rồi là nhà dĩ nhiên là 13 rồi ha. Cây vừa rồi cây sù cám 13 nha quý vị. Rồi, cây này 14. Rồi, còn cây sù cây 12. 69 anh ơi. Rồi, 69 cao. Cái này nó cũng muốn lên sù nu nè, nó sù nu 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 cục cục nè. Này lên chứ không phải là sâu nha quý vị. Rồi 28 anh ơi. Rồi số nữa mà, số 22. Rồi giá có sẵn luôn, đâu rồi, nhiêu đây em? Giá 1,4 triệu anh ơi. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn, tiếp tục cây sù. Rồi 10, mã số 15. Cao 49. Hoành 25. Rồi dưới đây cây cũ nó là quý vị, cũ đặt xuống đây luôn nè. 37. Giá 1,8 triệu anh ơi. Rồi, 1,8 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Lên 16 luôn. 16, tiếp tục là một em sù. Sù cám, chỗ này sù không biết chảy hay gì nữa. Sù gì? Sù gì nè, nó đóng cục lên nè. Cao 44, số đẹp anh ơi. Quanh 29. Giá 1,4 triệu anh ơi. Rồi, 1,4 triệu, xuống cây luôn. 17. Rồi, mã số 17. Quái. Con sù mà quái. Lạ. Dán nó. Rồi, chiều dài nó nè anh ơi. 44 anh ơi. Rồi. 43. Tính 44 cho đẹp à. Rồi. Này đâu cho cái cục anh? Quái nghe em. Rồi cục trước ha. Ừ. Cục quái này nè. 34. Rồi. 31. Đây cái gì? Rồi, mình giao lưu như đây. Dạ cái này giao lưu giá 1,6 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 18. Sù luôn. 47 anh ơi. 22. Cục sù đây 25. Lấy đều. Rồi giá 1,6 triệu anh ơi. Rồi 1,6 triệu. Rồi mã số 19. Rồi cho cái chiều cao nó luôn. Dạ cao 54. Này đúng là 54 thiệt súng nè. Lật xuống thiệt súng. 54 à? 32 anh ơi. Hình 32 luôn. Đó, cái súng này giá 800 anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Như là 19 rồi. 20. Rồi mã số 20. Này sù cám nha quý vị. Chưa kịp sạc. Từ tắm rửa nó bít nó hết luôn. Đây có cái vết này mà nó rửa cái xăm cứng này nhau vậy. Sù cùng mình hết trơn hả? Sù cùng mình hết luôn. Cao 87.
dài dài đây, cái nắp này trái xuống đây nguyên một cục này là nó giáp hết rồi nha quý vị. Nào, giáp ở đây luôn nè, nè đóng bệ này quá là bự luôn. Này chưa sạc ha, chưa sạc chưa tắm gì hết, chưa hay. Tắm mới về cái sọt luôn quay luôn chưa kịp tắm. Khoảng 26 anh ơi. Rồi. Coi cục xù này coi nhớ nhiêu nha. Xù 31. Tắm ra nó đẹp lắm à. Tắm đẹp lắm à. Dính rong dính đất. Cái này quay xong rồi cũng tắm luôn quý vị ơi. Xong rồi. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ cái này giá 2,2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. Số đẹp quý vị ơi. Rồi, số đẹp của bạn loại nè quý vị ơi. Cao nhiêu đây? Cao 104. Rồi, 104 cao. Nó nổi cục gì đó, không biết. Không biết cái gì nha. Nổi vậy đó, không biết gì nha. Rồi, quanh luôn. 32. Chính xác, để đây quý vị. Cho luôn như em. Dạ cái này giao lưu giá 1,4 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Đây, phủ 22. Này cây cà nông luôn cái súng gì nữa. Đây 59 quý vị ơi. Dạ cho xây chồng đế luôn. À còn bự bự không ha, quá trời. Rồi cho cái hoàn cảnh báo giáo luôn ha, cái bệ này bự dữ ha. Dạ cái bệ 42 anh ơi. Rồi số đẹp luôn luôn nha em. Dạ cái này giao lưu giá 2,5 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. Xuống phủ. Rồi lên cây 23 luôn, lên luôn 23. Nãy có ghi giá cái ghi số bồi giá luôn ta. 59 anh ơi. Thì cũng còn thấy mờ mờ. Đế khá đều quý vị ơi. Cái này mai dảo 5 đến 9 cánh nha quý vị. 29. Rồi giao luôn nha em. Giá 1,3 triệu anh ơi. Rồi xuống cây luôn. 24. Này bị sâu cạp sắc một lính mình trà ra ăn trắng. Rồi, cho chiều cao luôn. 132 anh ơi. Rồi, 132. Cũng đẹp luôn. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn nữa. Lên đây đi. 35. Cổ ghế. 39. Đây. Đẹp ha. Rồi, giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi. Mã số 25. Cây bonsai ngắn lực. Đế xè đều hết. Bầu bự không? 58 quý vị ơi. Rồi Quỳnh nhích lên đi. Rồi 43. Cổ ghế nè. 46. Giảo luôn nha quý vị, 59 cánh. Giảo luôn như em. Dạ cái này giao lưu giá 3,5 triệu anh ơi. Rồi em làm rồi hả? Làm. Hết okay. Lý. Hết clip anh ơi. Rồi quý giáo mình tới đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị vào quý giáo tiếp theo nha.